Là bí thư chi bộ năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của địa phương, anh Phạm Văn Quyết còn được nhiều người biết đến là một tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế ở thôn Cùm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Năm 2017, chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ thôn Cùm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, anh Phạm Văn Quyết được các đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Kể từ lúc nhận nhiệm vụ, điều anh trăn trở là làm sao thúc đẩy phong trào, đời sống của nhân dân trong thôn đi lên. Muốn như vậy thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Tìm hiểu nhu cầu thị trường, năm 2019, anh Quyết bắt đầu khởi nghiệp làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp với số vốn 50 triệu đồng. Cái nền kinh tế của Lào Cai nó cũng đang phát triển rất là mạnh. Và trong khi đó về cái mảng giống cây trồng này thì nó là một cái mảng theo em xác định, nó là một cái mảng trọng tâm để phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Đến nay, quy mô vườn ươm mở rộng 4 hecta, trị giá 1,3 tỷ đồng. Mỗi năm trừ hết chi phí, còn lãi 400 triệu đồng. Các loại cây giống quế, mỡ có chất lượng tốt, giá bán hợp lý, nên không chỉ khách hàng trong tỉnh tìm mua, mà còn xuất bán ra tỉnh bạn như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang. Tôi thì là vườn trồng cây thì tôi cũng trồng cây, thì chọn vườn anh Quyết là rất là đảm bảo, tôi trồng thôi, tôi mua tôi trồng. Năm 2020, anh Phạm Văn Quyết vận động thêm 8 thành viên cùng thành lập Hợp tác xã Cây giống Lào Cai. Hợp tác xã tạo được việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 8 lao động và 25 đến 30 lao động thời vụ với mức lương từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Nói chung là bây giờ em ra làm với ông anh ở vườn ươm này thì cũng thu nhập thì cũng ổn định. Một tháng cũng là 5-7 triệu một tháng. Nói chung là với mức thu nhập của em như này cũng đã ổn định rồi anh ạ. Nói chung là không em đi làm ngoài thì cũng tháng đi làm ngoài phải làm công việc nó ở xa ấy, không nó không ở gần ở nhà mình. Đấy. Ở gần nhà mình thì mình còn chăm nom anh quanh được. Bắt đầu phát triển bằng cái nghề là ươm cây giống. Trong năm 2020 đến 2022 thì đã phát triển lên thành hợp tác xã, và đặc biệt hiện nay thì mô hình này phát triển rất tốt và rất là có hiệu quả, tạo công việc làm cho bà con dân. Khởi nghiệp thành công với vườn ươm cây giống, bí thư chi bộ Phạm Văn Quyết đã góp phần thúc đẩy phong trào làm kinh tế gia đình trong chi bộ, các đảng viên và nhân dân thôn Cùm Hạ 1.